Truyền kể rằng có một cô bé quàng khăn đỏ một mình mang bánh vào rừng cho bà. Nhưng khi cô đang trên đường đi thì gặp ngay một con sói mắt sột hung bạo. Ông, chuyện cổ tích ta phải gặp sói con sói chứ sao lại là cướp? Tao không biết, mày có cái gì đây? Em chẳng có gì cả, có một ít bánh rán để mang. Đồng hồ vàng bạc ơi. Em chẳng có gì cả, có một ít bánh rán để mang cho. Đâu? Mang vào rừng cho bà ngoại thôi. Tao là cướp chân chính, tao chỉ cướp tiền vàng, không ngạm hiếp. Nhưng rất may, tên cướp chưa kịp ra tay thì từ đâu xuất hiện một hiệp sĩ áo vàng. Chàng đã ra tay như một Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga. Vân Tiên ghé lại bên đàng, bẻ cây làm gậy nhằm làng sông vô, kêu rằng bớ làng hung đồ, chớ quen làm thói hồ đồ hại dân. Ông lại mặt đỏ phừng phừng, thằng nào dám tới lẫy lừng vào đây. Trước gây việc giữ tại mày, chuyển quân bốn phía phủ vây bụt bùng. Vân Tiên thả đột hữu tung, cách nào chịu tử phá vòng đương giang. Lầu lạ bốn phía vỡ tan, đều quăng gươm giáo tìm đàn chạy ngay. Và thế là chỉ sau mấy chiêu tà đột hữu sung, hiệp sĩ đã hạ đo ván cùng cướp xấu xa. Nhận thấy phần khác phi phàm của hiệp sĩ, tên cướp đã buông dao xin bái làm sư phụ. Từ đó thầy trò ngày ngày luyện đao mài bút miệt mài. Tên cướp đã dần dần cải tà quy chính, biết tránh đường tối tìm đường sáng và đi. Hiệp sĩ không chỉ là một cao thủ võ lâm mà còn là một thầy đồ nho chữ đầy mình. Có thế mới biết, để thu phục và thay đổi một con người thì ỷ vào sức mạnh thôi là chưa đủ, mà còn cần cả một tấm lòng bao dung cùng cái tâm trong sáng của người thầy. Tôi sẽ tặng cho anh một chữ tâm với dòng chữ chân tâm tài tất đáo hữu đức phúc tự lai, nghĩa là anh sống cần phải có tâm, sống phải vì mọi người thì tài sẽ đến, và có đức thì phúc sẽ được bền lâu. Và các bạn, như vậy là qua hai hoạt cảnh vừa rồi, chắc chắn là các bạn cũng đang khá tò mò xem là cái thông điệp của Âu Lạc TV ngày hôm nay muốn chuyển tới các bạn cái gì. Và đây là nhân vật ở cả hai hoạt cảnh của chúng ta. Anh Nguyễn Quang Trung hiện nay đang là giảng viên khoa ngữ văn của trường Đại học Hùng Vương. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với anh nhé. Chào Trung. Vừa rồi cái hoạt cảnh thứ nhất là anh thấy là em thể hiện cái võ thuật cũng khá là nhuần nhuyễn. Em đã có những cái bằng cấp gì trong võ thuật không? Hiện tại thì em đang có bằng huấn luyện viên của môn phái võ thuật cổ truyền Đường Gia. À, võ cổ truyền của Việt Nam mình đấy. Đúng rồi. Thế thì anh muốn hỏi Trung là các bạn trẻ bây giờ, các lớp võ bây giờ ấy, anh thấy mở ra rất là nhiều, ở thành phố cũng nhiều, nông thôn cũng nhiều, nhưng mà cái lượng người tham gia từ trẻ con đến người lớn rất là hạn chế. Dường như là họ nói là quay lưng lại với võ thuật nói chung thì cũng không phải, nhưng mà họ không còn cái đam mê như thế hệ của anh với của em ngày xưa, đặc biệt là cái thế hệ 8X của anh trở lại rất yêu thích võ thuật. Thì theo em thì tại sao mà các bạn trẻ bây giờ lại không có cái niềm đam mê đấy nữa? Theo em thì trong cái cuộc sống hiện đại bây giờ có rất là nhiều những cái môn thể thao khác mà giới trẻ yêu thích hơn, và ở không chỉ ở thành phố mà tất cả các vùng nông thôn thì cũng đang rất là phát triển các cái mô hình câu lạc bộ thể thao, ví dụ như là câu lạc bộ bóng chuyền hơi, hoặc là như anh thấy thì trong giai đoạn vừa rồi thì bóng đá Việt Nam đã khẳng định được vị thế của mình. Chính vì vậy mà có rất là nhiều những sân bóng đá được mở ra. Ngoài ra thì còn có những hoạt động như là bơi lội, hoặc là những cái phòng tập với lại những cái hình thức nhẹ nhàng hơn, ví dụ như là yoga hoặc là những cái bài nhảy nó phù hợp hơn đối với giới trẻ. Bởi vì trong võ thuật thì những cái người học võ nó phải trải qua quá trình luyện tập vô cùng vất vả. Vô cùng vất vả từ đứng tấn, từ các cái động tác võ để có thể trở thành những người mà mạnh mẽ cũng như là am hiểu về võ thuật, cũng như là có những đường nét tốt, thì nó là một cái quá trình rất là dài. Và đặc biệt là trong cái giai đoạn này, giới trẻ không còn cái sự kiên trì như vậy nữa. Chính vì vậy mà như câu hỏi của anh đấy, thì theo em những cái nguyên nhân vừa rồi đã làm cho giới trẻ quay lưng lại với võ thuật. Thêm nữa là có thể là do cái cuộc sống công nghệ 4.0 bây giờ nó phát triển nhiều quá. Đúng rồi. YouTube này, Facebook này, Zalo này, và nhiều những cái giải trí ở trên TV, nhiều cái chương trình giải trí ở trên Internet. Tức là những cái đó, chính những cái yếu tố đó, nó cuốn các bạn trẻ vào
với cái vòng xoáy của công nghệ. Hiện nay mỗi ngày mở báo ra đọc thì đều thấy có nhiều những cái vụ trọng án mà người trẻ gây ra rất là nhiều. Thế theo Trung thì cái lý do nào nó dẫn đến cái việc đó? Có phải là vì cái cuộc sống công nghệ này không? Theo em thì trong cái giai đoạn này thì khi mà không phải giai đoạn này mà trước đó cũng vậy, khi mà thanh niên mới lớn lên thì thường là khẳng định bản thân, đôi khi chỉ một cái ánh mắt, một cái cử chỉ nhìn thôi là cũng có thể dẫn tới xích mích. Và đa số những cái xích mích đó thì các bạn trẻ thường là đem theo những cái vũ khí mà mình tự tạo ra, ví dụ như là đao, kiếm hoặc là phớ, hoặc là bây giờ như anh thấy là dao phóng lợn cũng được hàn và rất là nguy hiểm. Và xảy ra xích mích thì chỉ cần đơn thuần cái dao phóng lợn mà nó phi vào người thôi là những cái vụ án mạng rất là thương tâm rồi, rất là nguy hiểm. Tức là anh hiểu như này này, nếu như là ví dụ như thế hệ của anh trở lại đi, các bạn trẻ 9x như em học võ không nhiều đâu, em cũng là một trong số ít thôi. Cái thế hệ như bọn anh trở lại 8x, 7x trở lại thì cái phong trào võ rất là nhiều. Và khi mà người ta có võ thì người ta cảm thấy nó tự tin. Anh đi chơi anh cũng không cần phải mang theo con dao hay mang theo cái túp lô vít hay là mang theo côn hay là bất kỳ một cái gì đấy để phòng thân. Bởi vì khi mà một người học võ chân chính thì bất kỳ một cái gì ở trên bàn này cũng có thể trở thành vũ khí. Khi mà có một cái sự vụ mà va chạm ở trên đường hay là ở bất kỳ đâu đi, nếu như mà mình dùng một cái cốc này mình đánh trọng thương, nó khác với cái việc là mình cầm mang theo một con dao để đánh trọng thương người ta. Thì khi mà đứng trước pháp luật ấy thì cái tội của cái người mà cầm cái cốc này hay là dùng tay không mà đánh trọng thương người khác thì cái tội nó sẽ nhỏ hơn rất là nhiều, sẽ được pháp luật không phải là dung thứ mà có những cái yếu tố xem xét để giảm nhẹ cái tội đi đi. Cho nên là khi mà học võ thì không những là để phòng thân mà nó còn định hướng cho con người ta sẽ tử tế hơn rất là nhiều trong những cái va chạm cuộc sống. Vâng. Cũng như là mang lại cái lợi thế của mình rất là nhiều khi mà nhỡ xảy ra một cái gì đó mình không mong muốn. Thế cái lý do vì sao mà em lại lựa chọn võ thuật cổ truyền Việt Nam để học cũng như là để đào tạo cho các bạn trẻ bây giờ? Trong khi đó là ở Việt Nam mình hiện nay đang du nhập rất là nhiều như karate, taekwondo, judo, muay thái. Theo em nghĩ thì võ cổ truyền nó là bản sắc văn hóa của cha ông ta từ bao đời nay. Võ thuật cổ truyền Việt Nam thì không chỉ là tinh hoa văn hóa dân tộc mà bây giờ nó đang là cái cầu nối quảng bá hình ảnh Việt Nam ra khắp năm châu. Việc gìn giữ cũng như là phát triển võ thuật cổ truyền trong giới trẻ đó là một cái điều mà em ấp ủ từ rất lâu rồi. Cũng mong muốn rằng các bạn trẻ có một cái sân chơi lành mạnh cũng như là phát huy được những cái tinh thần thượng võ của cha ông ta từ bao đời nay. Gần đây ở trên truyền thông rất là rộn ràng về cái câu chuyện là Từ Hiểu Đông của Trung Quốc thách đấu với những võ sư cổ truyền. Và trên thực tế thì cũng đã có nhiều võ sư chân truyền của võ cổ truyền Trung Quốc, ở Việt Nam mình thì chưa có, đều bị thua dưới tay Từ Hiểu Đông. Và cũng có nhiều người có cái xu hướng nghĩ rằng là võ thuật cổ truyền nó chỉ mang tính chất là hoa mỹ thôi, không có thực dụng như là võ hiện đại của châu Âu. Vậy thì quan điểm của em thế nào về việc này? Quan điểm của em thì mỗi một cái bộ môn võ thuật thì nó đều có những cái thế mạnh riêng. Và quan trọng nhất đối với lại mỗi người luyện tập võ thuật là cần phải có cái sự quyết tâm, cũng như là trong quá trình luyện tập là phải luyện tập một cách nghiêm túc, bài bản. Thì môn võ nào cũng có những cái thế mạnh và cũng có thể chiến thắng được. Không nhất thiết là anh cứ phải là học võ hiện đại thì anh mới thắng được võ cổ truyền, và võ cổ truyền sẽ yếu thế, không thể chiến thắng được võ hiện đại. Mà anh thấy rằng võ cổ truyền Việt Nam trong suốt cái chặng đường lịch sử thì đất nước của chúng ta là một đất nước nhỏ bé nhưng đã từng đánh thắng rất là nhiều những cái đạo quân xâm lược lớn mạnh, đã từng đánh Tống, đuổi Thanh, trừ Minh, diệt Pháp và thắng Mỹ, những cái đế quốc rất là lớn mạnh. Mà người Việt Nam mình rất nhỏ, anh có thể xem lại những cái trận đấu của các cái võ sư cổ truyền Việt Nam nhỏ, người rất là nhỏ thôi, và những cái võ sĩ người Pháp to lớn đều thất bại ở dưới tay của những võ sư cổ truyền. Chúng ta không thể không kể đến cái câu chuyện là cái đời nhà nào mà đánh thắng quân Mông Cổ hai lần ấy nhỉ? Nguyễn Huệ đúng không em? Nhật Trần ba lần chiến thắng quân Nguyên Mông, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Mà Nguyên Mông là còn đi đánh đông dẹp tây, đánh cả sang châu Âu rồi đúng không em? Vâng, châu Âu. Nhưng mà khi về đến Việt Nam thì cả hai lần là đều bị quy hàng. Theo anh thì một trong những lý do mà các võ sư cổ truyền ở Trung Quốc ấy, họ thường là hay thua những cái tay đấm kiểu như Từ Hiểu Đông, tức là đấm hiện đại ấy,
đấm boxing ấy. MMA thì... MMA. Ừ, MMA ấy. Thì theo anh như thế này này. Các võ sư đấy thì thường thiên về luyện tập cho học trò, nhưng bản thân các thầy võ cổ truyền đấy lại ít rèn luyện cái thực chiến. Và còn một cái lý do nữa là trong các bài quyền, nếu như bạn chỉ thuộc bài quyền, bạn đi được một bài quyền từ đầu đến cuối thì nó gọi là múa quyền. Nhưng người múa quyền thì phải hiểu được cái tác dụng của từng cái đường quyền, bởi vì bản thân cái một cái bài quyền là ghép của nhiều cái đòn đánh. Nhưng vấn đề là người học có biết áp dụng những đòn đánh đấy vào thực tế hay không. Cho nên là chúng ta học võ, chúng ta phải hiểu chúng ta đang học cái gì, chúng ta đưa tay lên hay là đưa chân ra là có tác dụng gì. Chung là giảng viên ngữ văn của trường Đại học Hùng Vương, em là thạc sĩ rồi nhỉ? Vâng, em là thạc sĩ văn. Như vậy là cái thời phổ thông là em cũng chắc là học sinh chuyên văn đúng không? Vâng. Học sinh chuyên văn và học sinh giỏi văn. Thường thì người ta vẫn nghĩ là con trai khoa văn ấy rất là ẻo lả, thiếu mạnh mẽ. Nhưng em thì lại ngược lại. Nếu như mà hiểu như chúng ta vẫn hay nói là em là văn võ song toàn á, em đang làm một huấn luyện viên, như vậy là em không thể gọi em là mảnh rẻ hay là gọi em là yếu đuối lả lướt được. Em nghĩ thế nào khi mà người ta có một cái quan niệm về con trai khoa văn như vậy? Mỗi người có một cái quan niệm khác nhau, còn theo cá nhân em thì em lại nghĩ ngược lại. Các cụ vẫn nói văn không võ, văn nhu nhược, võ không văn, võ bạo tàn, võ đạo vị nhân sinh, võ công khai trí tuệ. Học võ là vì cuộc sống và khai thông trí tuệ. Những người luyện võ thì nó sẽ cho mình cái bản lĩnh, cái ý chí, cái sự kiên trì và quyết tâm trong cuộc sống. Trong cái quá trình học văn của em thì để cho mình mạnh khỏe hơn thì mỗi người sẽ đến với môn thể thao khác nhau. Còn đối với cá nhân em thì em nghĩ rằng võ thuật là một cái sự lựa chọn đúng đắn, bởi vì nó cho mình cái sức khỏe và cái nữa nó cũng rèn cho mình rất là nhiều những cái yếu tố giúp cho mình mạnh mẽ hơn và quyết tâm hơn. Không có nghĩa rằng là con trai khoa văn là nhu nhược, mà thực tế đã cho thấy có rất là nhiều những bạn học văn nhưng mà lại rất giỏi các cái bộ môn thể thao khác nhau. Theo em thì giữa cái thời đại công nghệ 4.0 như này, thường thì các cha mẹ khuyên con cái định hướng cho con cái học các môn tự nhiên, ví dụ như là toán, ví dụ như là tin, để sau này các cháu nó ra đời nó dễ tiếp cận công việc làm một thời gian dạy văn. Em nghĩ thế nào về việc đó? Môn văn liệu sau này có kiếm được việc làm có dễ dàng không hay có khó khăn lắm không? Theo em nghĩ thì văn học là nhân học. Văn học nó là những cái yếu tố rất là quan trọng để hình thành nên nhân cách của một con người. Những người học văn là những người mà có cái nhìn cuộc sống cũng rất là toàn diện. Anh có thể thấy rằng ở trong bộ máy chính trị của đất nước ta, ví dụ như là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng là người học văn, hay rất là nhiều những cái nguyên thủ khác như là những lãnh đạo, thì học văn nó sẽ cho mình cái nhìn nó toàn diện. Và người học văn ra sau khi ra trường không nhất thiết là phải là thầy giáo dạy văn, mà có thể trở thành một nhà báo hoặc là một phóng viên, hoặc là có thể làm biên soạn tại các nhà xuất bản, cũng có thể sẽ làm tại các cái sở ban ngành như là sở văn hóa truyền thông và ở các cái cấp khác như là ở ủy ban. Và tiếp theo câu chuyện thì ở clip thứ hai là chúng ta đã được chứng kiến những cái hình ảnh mà anh Trung đã viết thư pháp. Đấy gọi là viết thư pháp đúng không Trung? Đúng rồi. Em là một người rất là trẻ, em sinh năm 91. Em đã học thư pháp đâu chưa? Em học thư pháp thì cách đây khoảng chục năm rồi, từ năm 2010. Là lúc đó em bao nhiêu tuổi nhỉ? Đó cũng khoảng 18-20. Cái cơ duyên nào mà em lại đến với thư pháp? Cơ duyên nó rất là tình cờ, khi mà em học ở tại trường Đại học Hùng Vương và được tiếp xúc với lại các thầy cô của khoa xã hội nhân văn, được trau dồi những cái vốn kiến thức về văn học như văn hóa, và thư pháp là một trong những cái nét đẹp thể hiện cái tinh thần trọng chữ nghĩa của người Việt Nam, và tặng chữ hay cho chữ mỗi người vào những cái dịp mà Tết đến xuân về, đó là một cái niềm vui, những cái sự gửi gắm trong một năm mới gặp nhiều may mắn thuận lợi. Anh vẫn hay nghe nói có khi là người ta gọi là thầy đồ, có khi gọi là ông đồ. Vậy thì như em như thế này gọi là ông đồ hay là thầy đồ? Thầy đồ và ông đồ thì khác nhau như thế nào? Có hai cái quan niệm như anh nói, ông đồ và thầy đồ. Bây giờ người ta vẫn hay nhầm lẫn. Thầy đồ
Theo cách hiểu của em, đó là những người mà làm nghề dạy học hoặc là liên quan đến nho văn. Những người thầy đồ cho chữ thì những người xin chữ ấy thường sẽ đến nhà để xin chữ. Như ngày xưa thì có một chút quà, một chút lễ vật đến để xin chữ của thầy đồ, xin cái tài đức của người cho chữ. Còn ông đồ, đó là một cái khái niệm chỉ về những cái người chuyên làm nghề viết chữ. Ông đồ thì trong cái xã hội ngày xưa thường là những người mà đi chép thơ văn, hoặc là đầu năm thì đi, cuối năm thì đi viết những cái câu đối đỏ bán cho mọi người để treo ở nhà. Được hiểu một cách nôm na, ông đồ đó là những người mà viết chữ bán để lấy tiền. Nó như một cái nghề mưu sinh. Đúng rồi. Ông đồ, nói cách khác, nó là một cái người thợ để viết chữ. Thế là theo anh hiểu như này, phân biệt như này, khi mà người ta đến với ông đồ thì có nghĩa là mua chữ, còn đến với thầy đồ là xin chữ. À, đúng không? Đúng rồi. Thế thì anh thấy như ban nãy là ở cái hoạt cảnh thứ hai mà em viết thư pháp ấy, thì em phải có giấy này, em phải có mực này, phải có bút này. Vậy thì em bỏ tiền túi ra để nuôi cái đam mê đấy, có cái nguồn kinh phí nào để phụ trợ cho việc đó không? Cũng rất là hay, bởi vì trong cái quá trình viết đó thì khi mà mọi người đến xin chữ của em thì mọi người thường lì xì một chút lộc may mắn, gọi là tiền giấy mực. Cũng rất là vui, bởi vì khi mình viết chữ cho mọi người cảm nhận được những cái nét đẹp ở trong con chữ đó, và mình được chia sẻ những cái đam mê, thì đó là những cái niềm vui trong cuộc sống. Anh có một cái thắc mắc từ lâu là như thế này, ví dụ như là khi người ta đến đền chùa, chẳng hạn đến đền Hùng đi, là cái nơi mà gần gũi nhất với người dân Phú Thọ nói chung, thì chẳng hạn như là xin một cái tràng hạt mang về để đeo vào người, đeo vào tay để lấy may mắn, thì cái tràng hạt đấy nó chỉ có ý nghĩa khi mà người ta đặt lên trên ban thờ của bất kỳ một cái đền hay cái chùa nào ở trong khu vực đền Hùng, tức là phải đặt lên để xin xin nó một chút gì đấy về tâm linh ấy. Cái này mình cũng không cần phải, cũng không giải thích được rõ lắm, nhưng mà về cái mặt tâm lý thì khi mà cái tràng hạt đấy được đặt lên bàn thờ và được các ông từ hay là thầy chùa dường như là truyền cho nó một ít năng lượng ấy, thì về đeo mình cũng cảm thấy yên tâm, là cảm thấy có Phật có Thánh ở bên cạnh che chở cho mình. Thế còn cái chữ của em cũng là một người trần mắt thịt, cũng là một thầy giáo, chứ em không phải là một pháp sư, không phải là nhà sư, không phải là thầy chùa, không phải là ông tử, không phải là gì cả về mặt tâm linh. Thì xin chữ của em có ý nghĩa gì? Theo cái quan niệm truyền thống của ông cha ta thì ông cha ta đã từng nói: nhất chữ, nhì tranh, tam sành, tứ kiểng. Trong những cái thứ đó thì chữ đứng hàng đầu. Người ta xin chữ với cái mong muốn là sẽ xin cái may mắn. Bởi vì trong cuộc sống này có rất nhiều những lứa tuổi và có rất nhiều những cái địa vị xã hội khác nhau. Có người làm về chính trị, nhà nước, có người làm doanh nghiệp, có người là học sinh, có người là những người nông dân bình thường thôi. Mỗi người sẽ mong muốn cho một năm mới, hay là khi mà mình xin chữ đó thì mình cầu mong cho những cái điều may mắn sẽ đến với mình. Với lại những người làm công tác nhà nước thì họ thường xin những chữ như là chữ thuận, mong muốn rằng cái công việc nó thuận buồm xuôi gió và mọi người làm việc làm sao nó hiệu quả. Những người kinh doanh buôn bán thì người ta lại muốn xin những chữ như là phát tài, phát lộc, hoặc là những chữ như là tài lộc, với mong muốn là tài vô lộc đến, nhiều tài, nhiều tiền, nhiều lộc đến với người kinh doanh. Với những người làm nông dân thì người ta lại mong muốn xin những chữ như là chữ bình an, bởi vì là trong cái cuộc sống của những người nông dân ấy, thì một nắng hai sương và cái thiên tai thời tiết nó đến bất ngờ, và cuộc sống của họ thì có thể gặp những cái trục trặc cũng như là bất chắc, nên là chữ bình an đối với họ là cái điều rất là quý, đặc biệt là trong cái cuộc sống như bây giờ anh thấy là Covid-19 đang hoành hành, đúng không? Dịch rất là nguy hiểm, không chỉ trong nước mà trên thế giới, đấy cũng đang là một trong những vấn đề mà được rất là nhiều người quan tâm.
Vậy thì cái ví dụ như là xin những cái chữ bình an, một phần nào đó họ cũng cảm nhận được là làm sao cho gia đình nhà mình không gặp những cái bất chắc gì. Bình an là một giảng viên đại học, đặc biệt là khoa ngữ văn, là một huấn luyện viên võ thuật cổ truyền Việt Nam và là một thầy đồ. Em nghĩ như thế nào khi mà nhiều bạn trẻ nói rằng là những tỷ phú trên thế giới thường người ta không cần học, người ta không học qua đại học, thậm chí là học qua đại học thậm chí là học đại học nhưng người ta bỏ dở chừng và người ta vẫn rất là thành công, thậm chí trở thành tỷ phú. Có nghĩa là một bộ phận nào đấy người ta đang phủ nhận đi cái việc rèn luyện học tập, bằng cấp không phải là cái thứ quan trọng nhất. Quan điểm như thế nào về này? Quan điểm của em với câu hỏi của anh, câu hỏi rất là thú vị. Và cá nhân em thì chỉ chia sẻ được một góc nhỏ thôi. Đối với lại những người mà không học qua đại học, họ vẫn có thể thành công được. Trong cái quá trình học thì người ta có nhiều cách học. Học trên lớp, học trên giảng đường, học qua internet, học qua sách báo, học qua cái nghề nghiệp thực tế, qua trải nghiệm thực tế. Thì đối với lại mỗi một người sẽ có một cái cách học khác nhau để thành công. Còn cá nhân là một giảng viên đại học thì em nghĩ học đại học nó sẽ có cung cấp cho các bạn trẻ những cái phông nền kiến thức nhất định để sau này các bạn sẽ trưởng thành hơn và thành công hơn. Thực tế chứng minh rằng những người đã học qua đại học và sau này học cao lên thì cái kiến thức của họ phong phú và họ áp dụng vào kinh doanh, sản xuất hay tất cả các lĩnh vực khác thì đều thành công. Còn cái con số mà không học đại học mà vẫn thành công so với người học đại học thành công thì nó là một sự so sánh tương đối là cập kiễng. Cả thế giới cũng chỉ có vài người. Đấy, cá nhân em nghĩ thế. Cảm ơn em.